Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái tiểu cảnh, hai cái tiểu cảnh săn núi đây nè. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Thì cái tiểu cảnh này thì mình có làm cái video mà lúc mà ráp cái tiểu cảnh này từ đá ong đỏ các bạn, đá tổ ong đỏ. Thì mình có làm video là ráp từng viên và lên video này. Lúc đó thì mình bỏ cái cây linh sam đây các bạn. Thì hôm nay thì cây linh sam mình thấy nó đã quá lớn so với cái tiểu cảnh rồi các bạn, thì mình quyết định mình bỏ cây linh sam ra khỏi chậu. Thì mình tiến hành mình lên cái sam núi đây, mình quay gần các bạn xem. Thì cái tiểu cảnh này mình không có làm thác nước các bạn đó, thì mình chỉ gắn mô hình thôi. Đây mình gắn mô hình này, gắn mô hình với lại tượng mô hình. Thì ở đây cái cây này đây mình các bạn có thể xem nè. Thì cái cây này mình đưa cây sâm núi lên cái tỷ lệ của nó cho nó cân đối. Và cây sâm núi này các bạn thấy là cây sâm núi rất là già. Cây sâm núi được nuôi từ cành chiết các bạn, xong bẻ co, xong mình bẻ co, xong nuôi thả cắt dịch. Thì các bạn có thể thấy là cây đã già và nên nuôi xù này. Đây này, nên xù. Cây thì mình mới xuống lá cách đây được có khoảng gần một tuần này, hôm nay bắt đầu nó ra thực non này các bạn. Thì cái mùa này cái sâm núi nó sẽ ra thực chậm hơn cái mùa khác các bạn, tại vì cái mùa này bắt đầu nó lạnh, mùa lạnh các bạn. Nhưng mà hôm nay nó đã bắt đầu phun thực non rất là nhiều rồi, mấy bữa nó sẽ kín lá. Thì xuống cành, xuống lá để mình dàn cái cành lại và mình gỡ kẽm ra các bạn, tại vì cây nó đã định hình rồi. Cái sâm núi đặc biệt là khi định hình các bạn, nó không có bị chả như cái linh sam. Các bạn thấy là nu sụ của nó lên này. Đó, nó rất là già nè các bạn. Sâm núi thì một trong những dòng mà mình nuôi bonsai rất là đẹp, nó định hình cứng nó với thằng dối các bạn, Hoàng Anh Mộc đó, nó là cái cây nhìn rất là xinh và đẹp. Thì các bạn có thể thấy con này, cái này con nuôi từ nhỏ thì mới bẻ con này các bạn, mà tự nhiên thì không có cái con kiểu này đấy. Thì các bạn có thể thấy này, đó. Cây nó đã tương đối là hoàn thiện và nên cảnh này thì nó ra lá nữa là mình chơi ok. Thì cái cảnh này mình bữa giờ các bạn mình không thời gian để mình vệ sinh đó. Nước mà từ sáng giờ mình từ hôm qua đến giờ hôm nay nó nắng các bạn, nó hôm qua lên đến đây này. Mà bây giờ nó cạn sạch hết rồi. Thì nói chung là mình lên cái cảnh này mình chơi các bạn, để cái cây đó nó nhìn nó sẽ tình hơn, nó sẽ duyên hơn các bạn, cho nước vào vệ sinh sạch sẽ thì mình không thời gian mình vệ sinh các bạn. Nên hôm nay mình quay sơ lại cho các bạn xem. Thì đây các bạn có thể thấy là bên này mình cũng gắn mô hình luôn này, đá vòng quanh luôn. Nên các bạn có thấy là cái hàm ếch của cái tiểu cảnh rất là xuyên là duyên đó, nhìn nó sâu nữa các bạn, nó tạo đã hàm ếch. Thì cái cục đá mình nối với nhau thì mình sau đó mình dùng màu mình lên, thì cái này mình cũng chia sẻ cùng các bạn hết rồi, lên để nó tạo cái điểm hòa đồng chung với nhau, nó không có bị lộ ra những vết nối bằng xi măng các bạn. Ở đây ở bên này thì đây là cái tiểu cảnh cây cũ sam núi, mà cây sam núi này thì mình cây sam núi này thì mình lấy của một ông bạn cách đây 3 năm các bạn, 3 năm rồi. Thì sau lúc mới đầu lấy về thì tiểu cảnh sam núi này mình cũng làm trên cái khay, nhưng mà cái này có thác nước các bạn, đây có thác nước chảy ra từ đây này đấy. Thì cục đá này là nguyên khối, mình chỉ gắn chân phần thêm chân với này, thêm một tí cái đầu này các bạn. Cái đầu này tại vì hôm bữa nó tròn quá, mình gắn thêm một tí, nhưng bây giờ nó tẹp màu lại rồi các bạn. Mình đây vết nối này, các bạn thấy vết nối giờ nó tẹp lại này. Vết nối này, cái này vết đá này, cái này xi măng này, thì nó hai cái vết nó tẹp bằng nhau luôn, giờ nó liền luôn. Thì cục đá này á, lâu ngày nó rong rêu nó bám lên này, cái bắt đầu tiên nó cũng đỏ đỏ các bạn, bây giờ nó lên nhưng mà nó không đỏ bằng cái thằng bên này. Thằng này nó chỉ đỏ cho tương đối vừa phải thôi đó. Thì mỗi bầu đá nó khác nhau các bạn. Thì mình lấy về 3 năm, sau đó mình nuôi trên chậu khoảng vài tháng, sau đó mình đưa lên tiểu cảnh này. Lúc mà đưa lên tiểu cảnh ấy, thì nó không có cái nhánh này các bạn, tại vì mình lúc đó nó chỉ bị lép, toàn bộ khu rừng vực này chạy qua đây, còn nguyên cái tàn này không có. Thì cái cây nó bị lép, cảm giác nó không có đá các bạn. Thì mình quyết định mình sẽ nuôi thêm cái nhánh này. Thì mình nuôi thì mình muốn nó ra chỗ này các bạn, nó không ra các bạn, cuối cùng nó ra đằng sau này. Thì mình phải bẻ vòng cong lại, mình thả hoang ra, thả hoang thời gian khoảng gần 2 năm các bạn, thì nó mới được to như thế này. Nó tỉ lệ với cái thân cốt dưới này thì mình bắt đầu mình cắt dịch lại, cắt dịch lại xong mình lại thả ra tiếp các bạn đó, xong mình cắt lại đó. Dần dần thì cái cây hôm nay nó đã ấm tàn rồi, tỉ lệ nó đã cái bóng cây nó đã tròn cây rồi các bạn. Bữa nó bị lép như vậy này, các bạn nhìn nó bị lép như vậy này, nhìn nó rất là xấu các bạn.
Thì sau khi mình ấy xong thì mình chỉnh tàn lại. Và các bạn thấy bộ đệ của bộ bệ này. Cây này là cây khai thác các bạn. Còn cây này là cây nuôi từ nhánh chiết này. Đấy. Cây khai thác các bạn có thể nhìn thấy nó khác. Tức là nó có cái giống như cụm rừng nó tự nhiên này, các bạn thấy không? Nó không có cắt ngày xưa cắt ngang đây này. Cắt ngang chỗ này này các bạn. Nó không có, tức là nó có cái độ tự nhiên, nó không có bị lập lại hoặc là bị mình bẻ trong đó, mình nói chứ mình cái bẻ kiểu gì kiểu nó vẫn có sự tác động, nhìn vô là biết rồi các bạn. Còn cái điều tự nhiên của nó là nó khác hoàn toàn luôn. Để cho tự nhiên các bạn xem chỗ này nè, nó thẳng này. Đó. Thì chỗ này nó hơi cong này. Đấy. Còn những cái chi mình bẻ lên đây thì nó sẽ thường thường nó sẽ bị đập lại các bạn. Nên là khi mình uốn thì mình sẽ bị đập lại này. Đây. Các bạn thấy mình đập lại không? Cái chi sẽ bị đập lại rất là nhiều. Cho mình quen tay ấy. Còn những trong tự nhiên thì nó sẽ thân cốt cành của nó sẽ có thẳng chỗ cong và nó không có đồng đều các bạn. Đấy thì đây cái cây này là cái sâm trái luôn các bạn. Đây là cái cây này thì nhiều bạn á, nhiều bạn hỏi thì làm sao mà cái cây lá nó ra cứ như vậy các bạn. Xử lý làm sao này sâm trái các bạn. Thì thường thường các bạn khi đợt non này ra này nó giống cây mai vậy đó. Nó sẽ bị những con trĩ các bạn, trĩ nhỏ xíu à, nó ăn lá mai á. Thì nó đục vào đây này. Xin lỗi các bạn, ăn lá sâm núi nó đục vào đây này. Nó làm cho lá bị xùi lên này, nó bị ăn nó xùi. Các bạn thì các bạn nếu mà hết các bạn thì mua thuốc xịt, các bạn xịt của chí về cái xịt. Các bạn pha nước rửa chén hoặc nước ấy mình bữa giờ mình không xịt. Rửa chén với nước vôi mình có chia sẻ các bạn xịt. Hoặc các bạn xung lá xong rồi lâm mầm non các bạn xịt lại là nó hết. Thì mình bị nhiều lần, mình xử lý nhiều lần rồi. Đợt này mình cũng xử lý nó là nó bị này các bạn. Giờ mình để lá già một xíu rồi mình xung lá là mình xử lý nó là nó hết à. Sẽ không bị nữa. Chứ không phải để bị rễ đâu các bạn, là cái này là do bị cái con bọ trĩ nó ăn đâu, giống như cái năm mai rồi các bạn không xịt nó quéo hết lại với nhau đó. Thì đây mình quay sơ cho các bạn xem thì hai cái tiểu cảnh sâm núi này năm nay thì mình sẽ vệ sinh, mình trồng rong rêu này, mình sẽ đi chơi hai cái tiểu cảnh sâm núi nữa các bạn, đi chơi cho nó phong trào cho nó vui thôi các bạn. Đó, đây có thác nước nha, chảy rất là đẹp luôn. Thì cái sâm núi này mình nuôi hoàn toàn là 3 năm nay mình nuôi ở dưới vùng ta này, mình chưa thay đất một lần nào hết các bạn. Nhưng mà cái sâm núi đặc biệt là không cần thay đất nhiều quá, nó không những cây khác. Cây đi xa các bạn 6 tháng các bạn thay đất thì rễ đã chặt luôn, nhiều cây sâm núi thì nó lại phát triển bộ tàn rất là mạnh, nhưng mà nó lại bộ rễ của nó phát triển không mạnh bằng cây đi xa. Bộ rễ nó có cây mình nuôi 5 năm không cần thay đất nó vẫn phát triển xanh lá, lá phát triển đét. Cái linh xa mà khoảng vài tháng các bạn không thay đất lá sẽ bị vàng nha. Đó. Cái gì cũng cây nào nó cũng có cái sự phát triển và độ ưu điểm của nó các bạn. Rồi mình quay sơ lại cho các bạn xem hai cái tiểu cảnh của mình. Còn bên này dưới này thì đây là non bộ tiểu cảnh khác của mình này, còn đấy các bạn. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.